Đây, thuốc dưỡng thai đây. Mày nấu 8 tiếng đồng hồ mới chắc ra được chén đó. Mùi khó uống quá mẹ. Ráng uống đi con. Thuốc dưỡng thai này nó bổ máu, tốt cho mẹ bầu với thai nhi. Ráng nha con. Anh, khó uống quá à. Ráng uống đi em, mấy ai được chăm như vậy đâu. Mẹ chăm cháu trai của mẹ, chăm con của anh, chứ chăm gì em. Em toàn suy nghĩ bậy không à. Nhờ hôm nay mua được mấy lít rượu ba trăng trứng gà hạ thổ. Khi này mẹ ăn cu bin nó xanh xong là có đồ bổ cho nó ăn liền đây. Cho nó trắng già dài tóc ra. Mẹ yếu mệt như vậy vẫn cố tìm món này món kia cho mình. Vậy mà mình lại nghĩ oan, hiểu lầm mẹ. Thùng gì mà nặng vậy mẹ? Để con kêu chồng con bưng hộ mẹ nhá. Thôi, để mẹ bưng vô luôn cho. Cái này tốt lắm. Để khi nào hùi á, mẹ nói cho con biết. Dạ. Mà thuốc vừa nãy mẹ đưa cho con uống hết luôn rồi. Con cảm ơn mẹ vì lúc nào mẹ cũng lo lắng cho con hết. Trời đất ơi, này khách sáo với tôi làm chi vậy trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.